Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mọi người. Đây cho anh em ơi, cho anh em xem tốc độ ngày này tấm 1 tấm kia nè mọi người. Trong tấm kia tối nay thì diễn ra trận thiên tử giữa băng Hát và băng Thiên á. Nên là mình có cơ hội đánh tấm kim khá là chất lượng nè mọi người. Hôm nay thiên tử nên là mình đánh tấm kim khá là rảnh rỗi. Được 156 mạng, 294 nội sơ và tử vong 3 lần liên chạm 136. Nói chung là kỷ lục 136 anh em. Thứ hai là của Khải, đúng rồi. Nói chung là thứ hai lúc nào cũng tấm 1 hết nè. Rồi ok nè. Nghe mi thì được top 10, ok. Đây, sau khi lên được top 1 thì cho anh em xem xét đồ đây. Diện thiếu lâm đao cũng được hơn tuần nữa mà. Ngày hôm nay cũng đánh được top 1 quá dữ dàng, cũng sẽ trong 3 mắt off 30. 30. 30 kháng băng, 30 kháng hỏa, 29 kháng độc. Gia truyền kháng cả 17. Đó. Một cái đao mắt off 30 47, mắt tím 5 dòng. Một cái nón 25 40 mắt off hoàn toàn. Một cái áo 24-40 thủ lý làm chậm, nó 25-40 thủ lý làm chậm, dài 24-40 thủ lý làm chậm kèm với thông pháp. Một bao tay 6 dòng 25-40 kèm với sinh khí mắt ọp. Một đai lưng mắt ọp 30 kháng lôi đó. Một người kháng cả 2, một phi phong kháng cả 7, cả 5 đó anh em ơi. Đó lượng kháng của Khải khi đi đi tổng kim này anh em ơi. Đây Khải chưa cắn chiến cổ, Khải cắn chiến cổ là phần thủ lên 15 cộng 10 lần, chung dần kháng sẽ lên 2 cộng nữa, khá là trâu anh em ơi. Rồi hôm nay thì được tấm một tấm kim sẽ được một phi phong kỹ năng một cấp và một một mặt nạ kỹ năng một cấp và một phi phong khá là 10 nha. Nào cái này được tấm kim này 10 cháy cục à, thiếu mấy cục nữa là phải cánh cho nó luôn em ạ. Này này ok chưa, quá dữ này mà, hôm nay đánh tấm kim quá khác luôn em ạ. Chúng là tầm này vô là ít người vip á, có mình Khải cũng tương đối là Khải gặp ai Khải giết ở đó rực rẹt luôn á, Khải giết cũng rực rẹt luôn em ạ. Rồi quá dữ. Có cộng 10 đấy. Tại vì là chiến cổ cộng 50% nữa là khả năng cộng 10 đấy. Rồi được Khải giao dịch qua đây cho mình xem. Rồi mở phi phong, mở túi hiền tinh nha anh em ơi, mở túi hiền tinh nha. Coi có Khải VIP nhất thứ hai rồi. Ừ tầm này giúp cốc nè. Rồi giờ mở túi hiền tinh nha anh em ơi, để xem được gì đây. Cuối này 1 viên 10 vạn hả. Vạn này 30 vạn nữa. Bụp. Ừ, có khi nào hai dương tình ba không? Ồ, đúng hai dương tình ba luôn em ơi, quá dữ. 1-2 ok, hai dương tình ba được 500 xu nữa mà. Ok, ngon lành kinh đạo. Hai dương tình ba. Ok, man. Tình 2 bỏ vô. 1 bỏ vô. 6 túi ok. Rồi, quá tuyệt vời. Giờ chúng ta đi khám phi phong cái này nọ cho anh em xem nè em ơi, mạch não với phi phong nha. Đó ngày hôm nay tổng kim liên chạm 136 nha, tấm 1 136. Nói chung là tầm này vô là mấy xe dưới là yếu hơn cả là Khải quýnh rất là nhanh em ơi. Khải đập vài cá là đem hết à. Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ đi lấy cái phần cho anh em xem nha. Hello anh em vô, hello mọi người nha. Rồi lấy cái phi phong này mai phi phong với mình nạ này ngày mai đi liên đấu anh em ạ. Tiếp tục ngày mai liên đấu. Khải gần xong cái chuỗi liên đấu rồi. Mày khó lắm sao mà lên nổi. Hôm nay thì chỉ được thứ hai thôi. Ừ đúng rồi, Tuấn Anh này. Để thấy cái auto đang chạy. Quá auto đi một món chạy sang ngầu luôn. Rồi được Khải lấy thành phố Khải đi di chuyển qua thành khác. Rồi để gì ép lấy kỹ năng cho anh em xem nha. Một mặt nạ kỹ năng một cấp và một phi phong khá cả 10 nha nè. Rồi này có được một cái túi bí kíp này, khui này. Khui. Thiếu lâm đao pháp. Ừ, ngon, có tiền đó mà. Ai xúc bơ mơ. Thiếu lâm đao pháp có tiền nha. Hôm bữa trước thì Khải mở được thiếu lâm quyền đó mà. Thiếu lâm độc ma á. Lần này thì được một cuốn thiếu lâm đao pháp có tiền ấy. Thiếu lâm pháp được mấy kim ấy. Bèo lắm được vài kim đó mà. Rồi, ok. Thiếu lâm đao pháp có tiền. Đúng rồi anh em. Anh Nguyên Vân rồi, anh này Nguyên Vân rồi mà. Rồi cái mạch ép đâu rồi, mạch nạ thiên binh thiên tướng đây, kỹ năng một cấp đây. Ngày mai đi liên đấu này mà, một kỹ năng cũng có này, mang vào đó cho đánh phi phong kim cương bảo đó, kháng cả 10. Ok này còn nghe mình có hết luôn, kim cương bảo kháng cả 10 này, một con này. Tiếp tục mạch nạ thiên binh thường tướng, con nghe mười Khải còn có được tấm 10 á, là tấm 9 á, tấm 10 chứ.
nên là nó không được ít vật phẩm. Phi phẩm kháng cả và mặt nạ kháng cả 10. Rồi, quá đẹp. Rồi, anh em theo dõi đừng quên đó là cho video của Khảo, là chia sẻ hộ cho anh em ơi. Nói chung đây kỹ năng tiềm năng của Khảo anh em ơi. Khải phủ lên phong độ cho anh em xem. Cái này Khải đi là thì nhẫn được. Búp kháng bộ đồ lên cho anh em xem, cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Đây. Đó, 24 kỹ năng vô thương chạm. Rồi 33 kỹ năng thiên như la thiên diệp. Đó, kháng ở ngoài là 75+5, 75+3, 75+3, 75+3, 75+6. Đây sẽ đồ đại anh em ơi, một sẽ đồng bằng mắt ở tương đối và gia truyền kháng cả 17 tầm trung. Đó, ô tay mắt ọp thủy, nóng mắt ọp hỏa, áo mắt ọp hỏa, giày mắt ọp hỏa, một đai lưng mắt ọp mọc, một cái đao cũng tương đối mắt ọp kim, đao kim anh em ạ. Đó, được kháng cả khỏe chưa, mắt 120 nha anh em, quá dữ. Rồi anh em theo dõi đừng quên đó là cho Khảo like, chia sẻ, ủng hộ cho video này nha anh em ơi. Và những video tiếp theo thì Khảo sẽ tiếp tục làm những video cho anh em xem. Kính chúc anh em buổi trưa xem lao dễ nha. Video này Khảo giúp với những kênh nha anh em.